Trong tháng 4, hoạt động sản xuất chăn nuôi được duy trì, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 77.000 tấn, bằng 35% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn đang được kiểm soát tốt, trên địa bàn tỉnh không tái bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định ngành nông nghiệp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tái bùng phát trở lại tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học tiêm phòng các loại vaccine cho gia súc gia cầm theo đúng quy định